chuyển qua đất đây, qua cho năm đứa hết, cắt sổ ra cho năm đứa, rồi cô lên thành phố cô ở với nhỏ em chồng, Cô ở này 2 năm rồi. chia hết cho con rồi, cô có trừ lại cho mình miếng nào Dạ không. không? Ủa vậy rồi sau này cô ở đâu? Thì cái phần của cô thì cô đưa cho dần Út ở. Thì cái có cái anh Tiến đó là nghe anh nói là anh là 66 tuổi đó, mà đó giờ anh nói anh không có vợ con. Anh Tiến Tiến ở quận 8. à, Tiến quận 8, anh 2 tỷ đúng không? Chú 2 tỷ đúng không? Dạ. Cô thấy gì sao mà cô thích anh Tiến 2 tỷ? Thì thấy ổng nói chuyện đồ mình nghe thì cũng tội nghiệp nghe, ổng nói là đó giờ cũng chưa có vợ rồi đó, À. thì mình tính là nương tựa để là mình sau này mình chỗ có chỗ nương tựa vậy thôi. Nghe anh Tiến lên đài nói là đi tìm một người thì tôi cũng thích, chứ anh Tiến là do nên nghe nói là không có vợ con là vậy, với ở một mình là tôi đồng ý. Nếu anh Tiến có mà có duyên á thì Tiến tới với tôi. Lời nói đầu tiên mảnh ghép yêu thương mà Ngọc Diệp và Sài Gòn Go xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào cô. Dạ, chào cô, chào hai cháu. Rồi bây giờ cô cho tụi con biết là cô tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi? Cô là tông giấy là cô là sinh năm 6 nhưng mà hiện tại là cô là năm sinh năm 7. À, cô sinh 57 ha. À, Tóm lại là cô là 67 tuổi. cô 67 tuổi nhưng mà tại trong giấy là hồi đó bà già làm nó là làm Dạ. 68 lận nhưng mà cô là tuổi Dậu. Rồi cô Thành, cô có cho phép chương trình Mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh cũng như video để đăng lên mạng xã hội và không xóa. Dạ, cô đồng ý. Cô chịu hoàn toàn trách nhiệm lời nói của mình trước toàn bộ pháp luật. Dạ, cô đồng ý, cô chưa chịu. Hiện nay cô ở nhà mình hay là nhà trọ cô Thành? Dạ, cô ở quận 6, ở nhà nhỏ em chồng. Rồi hôm nay Dạ, cô Thành đi với ai? đi với nhỏ cháu. Nhỏ cháu hả? Cô biết chương trình từ đâu cô? Mấy đứa cháu nó thấy rồi nó kêu cô chứ cô không biết. À, vậy là hôm nay đi rồi có cháu ủng hộ đi theo ha. Dạ. Hối thúc à. Quá tuyệt vời luôn. Hiện hiện tại cô làm việc gì không? Cô giúp việc ở nhà của nhỏ em chồng, nuôi bà già, nuôi một bà lão á. À, việc công việc của cô là nuôi giúp Hồi việc nhà giúp ha. việc nhà Cô có cho tụi con biết là tình trạng hôn nhân của cô như thế nào không? dạ, ông xã mất là nay là hơn 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi cô có là 5 đứa con, 3 đứa gái, 2 đứa trai. Nhưng mà khi ông xã mất rồi là cô chuyển qua đất đai qua cho 5 đứa hết, cắt sổ ra cho 5 đứa, rồi cô lên thành phố cô ở với nhỏ em chồng, Cô ở này chia hai hết năm rồi. cho con rồi, cô có trừ lại cho mình miếng nào Dạ không. không? Ủa vậy rồi sau này cô ở đâu? Thì cái phần của cô thì cô đưa cho dần Út ở, là Út nó cũng có vợ 2 đứa con Thì rồi. vậy cô vẫn còn phần đó chứ, nếu cô nói chia hết rồi sao còn. Nhưng mà cô quê gốc cô là ở Bến Tre hả cô? Cô ở Bến Tre. Hiện tại là cô đang giúp việc ở Sài Gòn. Cô ở chỗ cầu Hậu Giang. Trong 5 năm đó cô có quen thêm một người nào nữa không? Dạ không, lo mà ăn trả nợ cho chồng chứ không có Trả quen nợ. Trả nợ cho chồng. Vậy là khi chú mất vẫn còn để lại một khoản nợ. Hiện tại thì mức lương của cô làm khoảng bao nhiêu, cô đủ sống không? Dạ, một mức lương cô là 1 tháng 9 triệu. 9 triệu rồi cô làm ăn trả nợ từ từ cho nhỏ em chồng, nó thiếu nợ nó đó. Kệ. Mà cái công việc giúp việc nhà của cô, con nghĩ là chắc là đi ra ngoài nó khó hả cô? Không, cô chỉ giữ một bà già thôi chứ cô không có làm chuyện gì hết. Không, ý con nói là cô có thường đi đâu chơi không hay là Không, tối ngày ở nhà ở lầu với bà già thôi chứ à, ngoài ra không có đi đâu hết.
Rồi lỡ một ngày nào đó mình kiếm được một anh nào đó rồi mình mình có theo anh đó được không, hay là mình vẫn còn làm nghề này? Thì nếu mà có thì mình nghĩ, nhưng mà thì vô làm lên làm nhà là ở nhà của nhỏ em chồng. Không thì nãy cô nói thì con biết rồi, ý là cái điểm mạnh trong cuộc sống là cô giỏi về cái gì á? Cô hồi xưa ở dưới quê á, bà cô bán cà phê. Rồi lên đây là chồng chết rồi, là cho con đất hết rồi, cô lên đây cô ở. Hiện giờ lâu lâu thỉnh thoảng là cô về nhỏ gái ở quận 9. Mà bây giờ cô Thành nè, hồi nãy cô nói là cháu dẫn cô đi, nhưng mà các con của cô có thông qua chưa? Thì thông qua hết, con tôi nó mới gửi. Nói luôn mới được ha. Nó gửi giấy báo tử lên đó. Dạ. Thì kiểu như con giờ năm đứa con mà nó thì giờ không, con nó không ai, được khá. Ai cũng có gia đình cho nên hết là rồi. Nó nói là tự má quyết định. À. Như hiện tại thì cái mẫu người mà cô chọn đó là cô có thể cho quý vị khán giả biết không? Giờ nói luôn hả? Thì cô có nói ấn tượng cũng được. Nếu mà cô đã thích ai trên cái những cái video mà trên chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương đó thì cô có thể nói ra. Nói được không? Giờ nói phải không? Dạ, dạ. Mình nói với cô. Dạ. Thì cái có cái anh Tiến đó là nghe anh nói là anh là 66 tuổi đó. À đó giờ anh nói anh không có vợ con. Anh Tiến. Tiến ở quận 8. À Tiến quận 8, anh 2 tỷ đúng không? Chú 2 tỷ đúng không? Dạ. Dạ. Cô thấy sao mà cô thích anh Tiến 2 tỷ? Thì thấy ổng nói chuyện đồ mình nghe thì cũng tội nghiệp nghe, ổng nói là đó giờ cũng chưa có vợ đâu đó. À. Thì mình tính là nương tựa để là mình sau này mình chỗ có chỗ nương tựa vậy thôi. Cô có xem rõ cái video của chú Tiến đó chưa? Có nhỏ nhỏ em với nhỏ cháu nó coi rồi nó hướng dẫn. Thì trong video thì chú có nói là chú có già, có 2 tỷ gửi ngân hàng. Nhưng mà theo như tụi cháu mới tiếp xúc chú chỉ có một lần thôi. Thấy chú có vẻ như là cũng hơi yếu. Có lại như là nói chuyện là thấy cũng không có được nó là thật chút xíu á con. À, bây giờ vậy nè, cái tuổi của cô cũng lớn rồi, nhưng mà chú Tiến cũng 66 tuổi. À, nhưng mà cho cô thấy là cái chú đó là ngoài cái điểm gì nữa để mà cô quyết định cô muốn ghép đôi với chú? Thì tại nghe ổng nói là không có con cái, không có vợ à, gì vậy nữa. Là mình thích cái là không có con cái thôi, phải không? Không có con cái. Bây giờ cô nè, ví dụ như con, tại biết sao cô thì chương trình con cũng không có muốn giấu cô là con, tụi con thấy là chú đó cũng sao sao đó, thì tóm lại là không được bình thường đó chú. À, cô không được bình thường đó. Bây giờ vậy nè, giờ cô cũng có thể là mở rộng ra rất là nhiều người như, còn hơn chú Tiến nữa, cô có muốn không hay là muốn chú Tiến thôi? Nhưng mà sợ là người ta có con đồ mình sợ thôi. Không thì giờ mình cứ mở rộng ra, mình nói cái ý của mình cần như thế nào là sau này mình sẽ gặp được như vậy. Thì chú giờ cần người để biết thương yêu mình thôi, để nương tựa sau này thôi. Với lại là không có con hả con? Không có con. Sợ người ta có con về rồi con người ta này kia với mình thôi. À, tóm lại là giờ là cô cần một cái chú đó phải là độc lập, nhà riêng, con cái đều có chồng có vợ hết rồi, ai nấy lo đúng không? Dạ. Giờ chú đó ở mình thì cũng được, có gì thì cô theo chú đó về để sống những quãng đời còn lại hả cô? Dạ. Rồi cô có cần cái chú đó là như thế nào nữa không? Chỉ cần những người mà có tâm mà biết thương yêu mình thôi. Biết thương yêu người rồi đến sau như mình ha. Cô Thành, cô cứ trải lòng mình ra đi để cho các chú mới hiểu được, chứ con thấy cô cũng hơi ngọc ngừng nên cô đừng có sợ. Cô tự nhiên hồi trưa tới giờ thì chưa có lên. Dạ. Sợ. Những lúc rảnh rỗi thì cô Thành hay làm gì?
ở trên đầu không, không có đi xuống nhà luôn. Ở có một bà già đó, rồi mình ở với bà lo cơm nước tắm rửa bà vậy thôi. Cô có thích đi chùa không? Trời thích đó, cái đó là thích lắm. Cô có thích từ thiện không? Từ thiện mình không có tiền lấy gì từ thiện. Thì sau này đó mình gặp nữa cái chú nào mà gia cảnh người ta giàu thì sao? Đúng rồi, nếu mà có thời gian, có khả năng thì cũng thích đi chùa đi đâu lắm. Đúng tại rồi. Vì bây giờ làm ở đó là không được đi đâu hết á. Tại mình đang chăm sóc người lớn tuổi nên đi cũng khó. Cô bây giờ cô có thích thích ví dụ như về mình đi tắt eo hay là bắt cua bắt tép gì không? Hay là thích ở thành thị? Ở thành thích ở trên đây chứ đã mình ở quê cực khổ rồi, mình lên đây rồi còn về quê sống không, nhiều khi khổ. Là ví dụ như cái chú đó ở quê họ có vài công ruộng hay là vài cái mẫu ao cá đồ đó thích không? Đấy, cậu cũng đang à. Chứ không lẽ ngoài cái việc mà chăm sóc ra là cô không có làm thêm cái gì nữa hả? Không, cô cứ trải lòng mình ra đi. Ví dụ như chứ sau cái video này biết, thì biết đâu về người ta tạo điều kiện cho mình làm ăn. Đó thì ý nói là nãy giờ tính tạo điều kiện cho cô đó mà. Cô hỏi quan trọng là cô có thích hay không thôi. Nhiều khi người ta tạo điều kiện mà cô không muốn, cô chỉ muốn chăm sóc thôi. Vậy. Tôi là mặn mụn là siêng năng, không có lười biếng. Siêng rồi ha, siêng năng ha. Cô Thành thích mảnh ghép sau này của mình là ở miền Tây hay miền Trung hay là ngoài Bắc cô Thành? Không, mình không chịu người Bắc. Yeah. À. Thì đó, không nói cô trải lòng ra đi để các anh, các chú. Vậy cô thích người miền nào? Người nào cũng được nhưng mà người Bắc là mình không thích. À, miền Bắc là cô không ra đó ha? Không. Rồi giờ độ tuổi có bao nhiêu cô? Thì cô là nay là 67 tuổi rồi. Rồi sao cũng được hết đơn, yêu cầu thương yêu mình thôi. Sao cũng được, giờ đưa trúng cái ông nào mà nó già ngắt rồi sao? Thì đừng có già quá. À đừng già quá, cỡ bao nhiêu được cô? Thôi giờ 70 trở lại ha. Giờ 70 trở lại đi. Cô 67 kiếm 70 trở lại cũng được. Nhưng mà mình cũng đừng có nhỏ quá. Nhỏ quá thì cũng không được. Dạ. Dạ cô Thành nè, dụ như có một cái chú đó thì có công ăn việc làm cũng ổn định, mức lương thì cũng tạm gọi là sống được cho hai người, nhưng mà già thì ở xa quê, chắc ở giờ ở Cà Mau đó, mà giờ ở thành phố ở trọ, cô có chịu theo chú đó không? Chứ là có nhà trọ hả? Mình thì ở quê ta vẫn có già, nhưng ở Cà Mau đó tại người ta lên ta đi làm đó. Ví dụ như làm bảo vệ nè, cô thích không? Được làm không? Gì cũng được hết mà miễn mà yêu thương mình, đừng có quýnh đập, đừng có gì hết là được. Bảo vệ, thợ hồ hay là cắt tóc gì là đủ yêu thương mình là được ha. Yeah. Nếu có già nữa thì tốt hả cô? Thì giờ cô cũng còn có mình con cái đầy đủ hết rồi, giờ là ở đâu cô cũng đi nhưng mà trừ ngoài miền Bắc ra. Đúng rồi, từ miền Bắc ra là không. Vậy chắc cũng vì cái lý do mà cái cái phong tục đồ á mình cũng không có nắm hết cho nên mình không có muốn đi xa ra tới đó hết cô. Đúng rồi. À. Sau cái buổi ghi hình này thì tụi cháu vẫn gửi cái video này lên cho chú Tiến xem. Tại hồi nãy giờ tụi cháu nói là để mở rộng ra cho cô á, lỡ như tình yêu thì phải cũng với hai phía cũng được, lỡ như khi cô mới mến thì chú còn chú nữa. Lỡ như chú không mến thì mình vẫn còn trải con cửa nó rộng đó cô. Đó. Giờ cô có muốn nói thêm gì trải lòng đi con? Tôi nói là như giờ nhà hai cháu đi. Dạ. Nhà hai cháu giúp cho cô. Vậy hôm nay thì cô đến chắc cũng chỉ ấn tượng chú Tiến. Thì thôi giờ cũng cô gửi vài lời đến chú Tiến đi. Rồi cô cháu mình kết thúc ha. Dạ. Xin chào hai chú. Ý là cô và chào gửi những lời gì đó để chú Tiến biết á. Cô nói gì với chú Tiến đó, cô nói đi. Thì Thúy Tỷ nghe anh Tiến lên đài nói là đi tìm một người. Thì tôi cũng thích Tiến là do nên
nghe nói là không có vợ con, là vậy là với ở một mình, là tôi đồng ý. Nếu anh Tiến có mà có duyên á thì Tiến tới với tôi. Vâng, tụi cháu sẽ gửi cái video này đến chú Tiến sớm nhất và sẽ có những lời nói tốt về cô. Hôm nay Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chân thành cảm ơn cô đã đến với chương trình. Rồi cô chào quý vị khán giả. Dạ, xin chào quý vị khán giả và chào cộng đồng mạng, giúp cho tôi có được Mảnh Ghép Yêu Thương. Trước khi kết thúc video chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương cùng Sài Gòn Go và Ngọc Diệp, cầu chúc quý vị và các bạn một ngày thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Dạ chào cô. Chào.